Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, may mắn hết phần thiên hạ, trúng số đổi đời giàu sang, tiền nhét nước két, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Thưa các bác anh chị, theo tử vi khoa học, mỗi người khi sinh ra đều mang số mệnh khác nhau, có người may mắn sống giàu sang, hưởng phúc vô tận, có người lại kém may hơn khi cuộc đời nhiều sóng gió, nghèo khó và cần nỗ lực không ngừng để thay đổi vận mệnh. Bước sang năm mới 2024, chúng ta đã đi qua 3 phần của chặng đường, còn chặng đường cuối của năm, ai cũng mong cuộc đời mình gặp được may mắn, thuận buồm xuôi gió và sở hữu tài năng để vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời một cách thuận lợi. Sau khi tính toán cung mệnh cho từng con giáp, các thầy tử vi hàng đầu phương Đông có chỉ rõ, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là con giáp vất vả, cực khổ trăm bề, thậm chí là mất trắng cả nhà cửa, tiền bạc, nhưng Bính Ngọ vốn là con giáp sống tốt đời đẹp đạo. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, Bính Ngọ sẽ lại được thần tài ban cho cơ hội đổi đời, làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có vô địch thiên hạ, tất cả những gì đã mất sẽ không chỉ lấy lại được. Con giáp này còn có cơ hội để trở thành đại gia, mua nhà lầu, đi xe sang, cuộc sống sung sướng không ai bằng. Bính Ngọ tha hồ đón nhận nhiều tin vui lớn, tài lộc rủng rỉnh, cuộc đời hanh thông. Để biết cụ thể vận trình của Bính Ngọ trên các phương diện của cuộc sống, họ sẽ được thần tài ban lộc ra sao và liệu rằng quý vị anh chị có thể nắm bắt được may mắn này hay không? Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị anh chị cùng theo dõi video ngay sau đây để biết câu trả lời nhé. Nghe kỹ mệnh trời. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 may mắn hết phần thiên hạ, trúng số đổi đời giàu sang, tiền nhét nước két từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan về vận mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi. Họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận họ giàu có. Nếu lấy tuổi Tuất, dần thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận có thể phải hai lần đò mới đặng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý, sống lâu. Tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa trí tài của mình. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn. Bạn sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn sung sướng. Phần gia đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau. Nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều việc tốt đẹp, con đường công danh lúc nhỏ có chức phận, về thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc.
Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp, bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt. Sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Bính Ngọ sinh năm 1906, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, hắc thiên thượng quả, con nhà hắc đế, tận khổ, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian nan, có lúc nguy hiểm chẳng an, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, duyên tình lỡ dở lôi thôi. Trước thì sum họp sau rồi lại tan, anh em gia đạo bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên, tiền vận vất vả lao đao, trở về hậu vận mới nhàn tấm thân. Tuổi này cũng có tánh linh, nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai, số này tướng mạng lớn thay, quyền hành chấp chưởng lo thay cho người. Cuộc sống, cuộc đời của tuổi Bính Ngọ được sung sướng về thời trung vận, việc làm được nhiều may mắn. Số có nhiều khổ tâm về con cái, hậu vận sẽ được sống an nhàn sung sướng. Tuổi Bính Ngọ trong cuộc đời nhiều thay đổi về công danh, sự nghiệp, nếu làm được nhiều điều phước thì được tăng thêm niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, về tình duyên, sanh vào những tháng này sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc đời, đó là bạn sanh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Sanh vào những tháng này thì có 2 lần thay đổi, đó là sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Sanh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo, công danh, gia đạo việc con cái có xung khắc lẫn nhau, đề phòng và phải biết lo cho con cái thì hay lắm. Công danh lúc nhỏ có chức phận, hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp vững chắc, tiền tài điều hòa bắt đầu từ trung vận về sau sẽ không sợ bị sụp đổ gì nữa. Tuổi hợp cho làm ăn, sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của tuổi Bính Ngọ, có thể hoàn toàn thành công trong mọi khía cạnh. Nếu làm ăn với các tuổi Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mão, những tuổi này hợp tác làm ăn rất hợp và rất mau phát đạt, không sợ bị thất bại. Lựa chọn vợ chồng, trong việc lựa chọn vợ chồng những tuổi này rất tốt, sẽ sống một cuộc đời sang cả. Đó là khi bạn kết hôn với các tuổi Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Nếu kết hôn với tuổi này bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là Bính Ngọ kết hôn với các tuổi Mậu Thân, Giáp Dần. Bính Ngọ kết hôn với những tuổi này việc làm ăn sẽ rất khó khăn nghèo khổ, đó là kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Giáp Thìn, Bính Thìn. Kết hôn với các tuổi này thì cuộc đời bạn sẽ nghèo khổ, cực nhọc và luôn luôn bị thiếu kém về vấn đề vật chất. Vào những năm bạn ở vào những số tuổi này mà cưới vợ thì không thành, hay phải chịu cảnh xa vắng, đó là những năm ở vào những tuổi 18, 19, 21, 27, 31, 33 và 39 tuổi. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 4, 8 và 9 âm lịch. Sinh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều vợ hay cuộc đời phải lập gia đình nhiều lần. Những tuổi đại kỵ, tuổi Bính Ngọ rất kỵ với những tuổi này. Nếu kết hôn hay làm ăn thì có thể sẽ bị tuyệt mạng hay sinh cảnh biệt vào giữa cuộc đời. Gồm các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thì cúng sao cho từng người. Trong sự làm ăn thì không nên giao phó những việc quan trọng. Về việc vợ con thì nên cầu khẩn và làm phước đức thì sẽ được giải hạn và không bị xảy ra những tai nạn quan trọng hoặc bất ngờ. Những năm khó khăn nhất, tuổi này những năm bạn làm ăn khó khăn, không có cơ hội phát triển về tài lộc, đó là những năm bạn ở vào số tuổi 30, 33 và 47 tuổi. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Bính Ngọ, có những ngày giờ xuất hành hợp nhất trong việc làm ăn, cũng như về mọi sự giao dịch, cần phải đi đúng ngày giờ. Chẳng những không sợ bị thất bại mà còn thâu được nhiều kết quả về tài lộc, tình cảm nữa. Đó là những ngày giờ hợp với tuổi Bính Ngọ, có sao hợp chiếu mạng. Tuổi Bính Ngọ hợp với ngày chẵng, tháng lẻ và giờ chẵng, đi đúng theo giờ khắc như trên thì sẽ được nhiều kết quả về tiền bạc cũng như về mọi phương diện khác. Năm 2024 đối với tuổi Bính Ngọ 1966 không hề dễ dàng. Đó là một năm mang theo nhiều biến động và thử thách. Những con sóng gió lớn nhỏ dường như đồng loạt xuất hiện, khiến bạn phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống. Công việc là lĩnh mà bạn cảm nhận rõ rệt nhất sự chông chênh, khi mà các khó khăn liên tiếp xảy ra, khiến bạn không ít lần cảm thấy nản lòng và mệt mỏi. Thêm vào đó,
Áp lực tài chính như một gánh nặng đè lên vai, làm bạn phải cân nhắc kỹ càng trong mỗi quyết định. Cùng lúc, gia đạo cũng trở thành một mối bận tâm không nhỏ, khi những mâu thuẫn và hiểu lầm có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Mọi thứ dường như đòi hỏi ở bạn một sự kiên trì không ngừng, một ý chí mạnh mẽ để đứng vững và tiếp tục tiến lên phía trước. Tuy nhiên, bản chất của tuổi Bính Ngọ là những người năng động, sáng tạo và đầy nghị lực. Chính nhờ vào tinh thần bất khuất đó mà bạn đã không ngừng cố gắng, tự tìm cách vượt qua từng khó khăn, biến thử thách thành cơ hội để hoàn thiện và phát triển bản thân. Mặc dù đôi lúc cảm thấy như đang bị đẩy vào đường cùng, nhưng bằng lòng kiên nhẫn và khả năng xoay sở linh hoạt, bạn dần dần tìm ra lối đi sáng hơn cho mình. Bước sang giai đoạn từ nay đến cuối năm 2024, vận mệnh của tuổi Bính Ngọ hứa hẹn sẽ khởi sắc và mang đến nhiều sự thay đổi tích cực. Công việc từng khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng, giờ đây sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Những cơ hội kinh doanh, thăng tiến dần xuất hiện và nếu biết tận dụng, bạn sẽ thu về thành quả đáng kể. Về phương diện tài chính, các dòng tiền cũng sẽ lưu thông tốt hơn, giúp bạn không còn lo lắng về các khoản chi tiêu hay áp lực tài chính. Đặc biệt, bầu không khí trong gia đình sẽ trở nên ấm áp, hòa thuận hơn sau những tháng ngày khó khăn. Những khúc mắc, hiểu lầm dần được giải tỏa, mang lại cho bạn một không gian bình yên và hạnh phúc bên người thân. Những tháng cuối năm này sẽ là thời điểm quý báu để bạn bứt phá, tạo ra những dấu ấn riêng trên con đường sự nghiệp. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội và hành động với sự quyết tâm cao nhất. Thành công đang chờ đợi bạn phía trước. Chỉ cần tiếp tục vững bước, bạn sẽ gặt hái được những kết quả xứng đáng. Về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ 1966, vào những tháng cuối năm 2024. Những tháng cuối năm 2024 được ví như thời điểm bùng nổ và bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ 1966. Sau một giai đoạn dài đối diện với không ít khó khăn, thử thách, giờ đây bạn đã bước vào giai đoạn thu hoạch, nơi những nỗ lực của bạn dần đơm hoa kết trái. Công việc vốn dĩ có những giai đoạn trắc trở tưởng như bế tắc, nay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi tích cực rõ rệt. Những dự án tưởng chừng bị trì hoãn hoặc không đạt được tiến triển như mong đợi, nay sẽ có sự khởi sắc bất ngờ. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, đường công danh sáng rõ hơn, và đặc biệt, sự xuất hiện của quý nhân phù trợ sẽ là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua các khó khăn còn tồn đọng. Đây không chỉ là những sự hỗ trợ về vật chất hay cơ hội, mà đôi khi chỉ cần một lời khuyên đúng thời điểm cũng đủ giúp bạn có cái nhìn sáng suốt hơn, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược chuẩn xác. Đây cũng chính là lúc bạn nên mạnh dạn thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ bấy lâu nay, những ý tưởng táo bạo, những dự án trọng điểm mà trước đây bạn chưa dám tiến hành, giờ chính là thời điểm vàng để triển khai, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt năm qua. Cùng với sự hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn sẽ có cơ hội đạt được những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực của mình. Đừng ngần ngại thử sức với những gì mình chưa từng làm, bởi khả năng bứt phá và thành công vào những tháng cuối năm là vô cùng lớn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội, bạn cũng cần có kế hoạch rõ ràng, chiến lược cụ thể và sự kiên nhẫn trong từng bước tiến. Dù vận may đã đến, nhưng chỉ có sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược mới giúp bạn thực sự chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp. Hãy tự tin vào khả năng của mình, đừng sợ hãi trước thách thức, vì chính những thử thách sẽ là động lực để bạn vươn xa hơn. Nhìn chung, năm 2024 đặc biệt là giai đoạn cuối năm sẽ là thời kỳ đỉnh cao của tuổi Bính Ngọ trong sự nghiệp. Đó không chỉ là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn, mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân, đưa bạn đến một vị thế mới đầy tự tin và quyền lực hơn. Phương diện tài lộc cuối năm 2024, vận may và cơ hội nở rộ. Về mặt tài lộc, những tháng cuối năm 2024 sẽ đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc trong tài vận của tuổi Bính Ngọ 1966. Sau những tháng ngày đầy nỗ lực, các khoản đầu tư hoặc công việc kinh doanh của bạn sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây là thời điểm mà sự chăm chỉ, tinh thần sáng tạo và khả năng nhạy bén trong tài chính của bạn được đền đáp xứng đáng. Những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến khi dòng tiền lưu thông mạnh mẽ hơn và các cơ hội hợp tác mở rộng quy mô trở nên dồi dào. Nếu trước đây bạn còn e dè hay gặp khó khăn trong việc đầu tư lớn hoặc mở rộng quy mô, thì giờ đây vận may tài chính sẽ đứng về phía bạn, không chỉ thu lợi từ những nguồn thu nhập cũ, mà bạn còn có thể gặt hái thành công từ những cơ hội mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên,
Trong bối cảnh tài vận thuận lợi, sự cẩn trọng vẫn là điều không thể thiếu. Đây là lúc bạn cần thể hiện khả năng quản lý tài chính một cách khôn ngoan và hợp lý. Đừng vội vàng dốc toàn lực vào những dự án hay khoản đầu tư mạo hiểm, vì dù vận may đang hiện hữu, việc quản lý dòng tiền và kiểm soát rủi ro vẫn là điều quan trọng. Mở rộng quy mô công việc là một hướng đi đúng đắn, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng và lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo mọi bước đi đều nằm trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, việc tích lũy tài sản cũng nên được xem xét. Những tháng cuối năm không chỉ là thời gian bạn tạo ra thu nhập mà còn là cơ hội để tiết kiệm, đầu tư dài hạn hoặc gia tăng các khoản tài sản có giá trị, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay các dự án có tính bền vững sẽ mang lại lợi ích lâu dài, giúp bạn củng cố tài chính và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhìn chung, giai đoạn cuối năm 2024 là thời điểm tài vận khởi sắc, cơ hội làm giàu hiện hữu. Tuy nhiên, sự khéo léo và tỉnh táo trong quản lý tài chính sẽ là yếu tố quyết định giúp bạn không chỉ thu về lợi nhuận lớn mà còn bảo vệ được thành quả của mình trước những biến động không lường trước. Phương diện sức khỏe cuối năm 2024, chăm sóc sức khỏe để duy trì sự cân bằng. Sức khỏe luôn là yếu tố nền tảng quan trọng, đặc biệt với tuổi Bính Ngọ 1966 trong những tháng cuối năm 2024. Sau những áp lực từ công việc và cuộc sống, cơ thể bạn có thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi, báo hiệu rằng đã đến lúc cần chăm sóc bản thân một cách đặc biệt hơn. Trong thời gian này, hai hệ cơ quan trọng nhất mà bạn cần chú ý chính là hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Về mặt tiêu hóa, căng thẳng từ công việc và sự thiếu cân bằng trong chế độ ăn uống có thể khiến bạn dễ gặp phải các vấn đề như khó tiêu, đau dạ dày hoặc chướng bụng. Để tránh tình trạng này, việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết. Bạn nên tập trung vào những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời tránh xa các món ăn nhanh dầu mỡ và thức ăn khó tiêu. Ngoài ra, việc ăn uống đúng giờ và không bỏ bữa cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Song song với việc chăm sóc tiêu hóa, hệ thần kinh của bạn cũng cần được bảo vệ và phục hồi. Áp lực công việc căng thẳng kéo dài và sự thiếu nghỉ ngơi có thể khiến bạn gặp phải tình trạng mất ngủ, đau đầu hoặc suy nhược thần kinh. Chính vì thế, việc dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn và làm mới bản thân là điều không thể thiếu. Giấc ngủ đủ và chất lượng là chìa khóa giúp tinh thần bạn được cân bằng và tỉnh táo hơn, từ đó cải thiện hiệu quả công việc và cuộc sống hàng ngày. Tập thể dục đều đặn cũng là một giải pháp hiệu quả để duy trì cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bạn không cần tham gia các bài tập quá nặng, chỉ cần những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay bơi lội cũng đủ giúp cơ thể linh hoạt, giải tỏa căng thẳng và nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, việc tập thể dục thường xuyên còn giúp lưu thông khí huyết, cải thiện tiêu hóa và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Đừng quên dành thời gian cho những hoạt động giải trí, sở thích cá nhân hoặc luyện tập bên gia đình và bạn bè để làm mới tinh thần, một tinh thần lạc quan. Thoải mái không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn là nguồn động lực lớn lao để bạn tiếp tục chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống. Tóm lại, chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện chính là cách giúp bạn duy trì phong độ tốt nhất vào cuối năm 2024. Hãy dành thời gian lắng nghe cơ thể, điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý và không ngừng rèn luyện tinh thần tích cực để có thể đón nhận những thành công sắp tới với một thể trạng và tinh thần khỏe mạnh, bền bỉ. Phương diện tình cảm gia đạo cuối năm 2024 hòa thuận và hạnh phúc trong sự đoàn viên. Những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn mang đến một sự thay đổi tích cực trong phương diện gia đạo của tuổi Bính Ngọ 1966. Sau những ngày tháng căng thẳng, có thể đã từng tồn tại những hiểu lầm và mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giờ đây không khí gia đình sẽ dần trở nên hòa thuận và ấm áp hơn. Đây chính là thời gian để bạn và các thành viên trong gia đình giải quyết mọi hiểu lầm, thắt chặt tình cảm và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, ấm áp. Các vấn đề tồn đọng trong gia đình dù nhỏ bé hay phức tạp sẽ được giải quyết bằng sự cảm thông và lắng nghe lẫn nhau. Bạn sẽ nhận ra rằng sự kiên nhẫn và sự bao dung trong gia đình là chìa khóa giúp mọi mâu thuẫn tan biến. Khi mọi người mở lòng và trao nhau sự quan tâm, tình yêu thương thì những hiểu lầm sẽ dần nhường chỗ cho sự đoàn kết và hòa hợp. Giao tiếp chân thành, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách cởi mở sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình ngày càng bền chặt và thấu hiểu hơn. Bên cạnh đó,
Thời gian cuối năm cũng là lúc bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bận rộn với công việc suốt cả năm qua có thể khiến bạn đôi khi lơ là việc chăm sóc cho tổ ấm của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn quay trở lại với những giá trị cốt lõi, cùng các thành viên trong gia đình tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy dành thời gian cho những bữa cơm gia đình đầm ấm, những chuyến dã ngoại hoặc những hoạt động giản dị như cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Cùng với sự hòa thuận trong gia đình, bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí thoải mái và nhẹ nhàng tràn ngập khắp không gian sống. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là nơi giúp bạn nạp lại năng lượng sau những áp lực từ bên ngoài. Không khí gia đình êm ấm sẽ trở thành nguồn động lực tinh thần lớn lao, giúp bạn cảm thấy vững vàng hơn để đối mặt với mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. Cuối cùng, những tháng cuối năm này cũng là lúc bạn có thể tận hưởng niềm vui bên cạnh những người thân yêu. Đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, bởi gia đình luôn là nơi bạn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào. Tình thân và sự gắn bó trong gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất, giúp bạn luôn cảm thấy an yên và trọn vẹn. Tóm lại, cuối năm 2024 là thời điểm tuyệt vời để tận hưởng sự hòa thuận và ấm áp trong gia đình. Đây là cơ hội để bạn không chỉ giải quyết những mâu thuẫn nhỏ mà còn xây dựng một mối quan hệ gia đình bền vững hơn, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và yêu thương trong từng khoảnh khắc. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi, tài vận bùng nổ và cơ hội lớn mở ra. Tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi sẽ là một thời kỳ đánh dấu sự khởi sắc mạnh mẽ trong tài vận của tuổi Bính Ngọ 1966. Sau những tháng ngày tích cực làm việc và kiên trì trong mọi tình huống, vận may tài chính cuối cùng đã đến với bạn. Đây là giai đoạn mà bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến về tài lộc và may mắn trong đầu tư. Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tháng này sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng quy mô và tìm kiếm những đối tác mới. Các khoản đầu tư dù là ngắn hạn hay dài hạn đều có khả năng sinh lời vượt mong đợi. Điều này không chỉ giúp bạn gia tăng tài sản, mà còn nâng cao vị thế tài chính của mình một cách rõ rệt. May mắn sẽ theo bạn trong nhiều lĩnh vực, từ việc mở rộng kinh doanh cho đến việc tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm năng. Điều quan trọng là bạn cần nhận diện và nắm bắt cơ hội đúng lúc, không để vượt mất những thời điểm quý giá. Tháng 10 âm lịch này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn thử sức với những kế hoạch mới. Nếu đã có những ý tưởng ấp ủ bấy lâu nhưng chưa có cơ hội triển khai, đây chính là thời khắc vàng để biến chúng thành hiện thực. Với sự thuận lợi từ vận khí và nguồn lực tài chính dồi dào, bạn có thể tự tin bắt tay vào những lĩnh vực tiềm năng mới mẻ mà trước đây bạn còn do dự chưa dám thử. Đừng ngần ngại đối mặt với thử thách, bởi vận may trong tháng này sẽ đứng về phía bạn, giúp bạn đạt được những thành tựu ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, nếu bạn có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới, đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng tầm nhìn và đặt cược vào những dự án có tiềm năng phát triển. Thị trường tài chính, bất động sản hoặc công nghệ đều là những lĩnh vực đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, dù tài vận đang trên đà phát triển, bạn vẫn cần duy trì sự tỉnh táo và cẩn trọng trong các quyết định đầu tư lớn. Không nên quá chủ quan hay lao vào những cơ hội mạo hiểm mà chưa được xem xét kỹ lưỡng. Ngoài việc nắm bắt cơ hội tài chính, tháng này cũng là thời gian bạn cần tái cấu trúc tài chính cá nhân. Hãy xem xét lại các khoản đầu tư hiện tại, điều chỉnh những kế hoạch chưa phù hợp và đảm bảo rằng dòng tiền luôn được quản lý hiệu quả. Sự cẩn trọng và lập kế hoạch dài hạn sẽ giúp bạn không chỉ thành công trong ngắn hạn mà còn đảm bảo tài chính bền vững trong tương lai. Tóm lại, tháng Ất Hợi chính là thời điểm vàng để tuổi Bính Ngọ 1966 gặt hái những thành quả lớn về tài chính. Sự khởi sắc mạnh mẽ trong tài vận kết hợp với sự nhạy bén và quyết đoán của bạn sẽ giúp bạn đạt được những thành công đáng kinh ngạc. Hãy mạnh dạn thử sức với các kế hoạch và dự án mới, tận dụng tối đa cơ hội mà tháng này mang lại để nâng tầm cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, quý nhân phù trợ và cơ hội phát triển bùng nổ. Tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý mang đến vận may quý nhân cho tuổi Bính Ngọ 1966, mở ra một thời kỳ đầy thuận lợi và suôn sẻ trong mọi phương diện cuộc sống. Đây là thời điểm bạn sẽ nhận được sự phù trợ từ những người có tầm ảnh hưởng hoặc quyền lực, giúp giải quyết những khó khăn còn tồn đọng và đưa các kế hoạch, dự án đã bị đình trệ trở lại quỹ đạo phát triển mạnh mẽ. Những người được xem là quý nhân của bạn trong tháng này có thể là những người có vị thế cao trong công việc hoặc là người quen biết.
thậm chí là những mối quan hệ cũ đã từng gặp gỡ trước đây. Họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội quý giá, hỗ trợ bạn trong việc vượt qua những trở ngại hoặc thậm chí đưa ra những lời khuyên quan trọng, giúp bạn định hướng lại mục tiêu và phát triển vượt bậc. Trong công việc, những dự án bị đình trệ lâu nay sẽ được khởi động trở lại nhờ sự giúp đỡ kịp thời của quý nhân. Những ý tưởng tưởng chừng như bế tắc hoặc không thể triển khai sẽ đột ngột có bước đột phá. Các nguồn lực, sự hỗ trợ tài chính hoặc cơ hội hợp tác mới sẽ đến vào đúng thời điểm, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là lúc để bạn thể hiện tài năng, khả năng lãnh đạo và tận dụng tối đa những cơ hội mà quý nhân mang lại. Ngoài ra, tháng này cũng là thời gian để bạn củng cố mối quan hệ xã hội. Quý nhân có thể xuất hiện từ những tình huống bất ngờ, nên việc mở rộng mạng lưới quan hệ, giao lưu với những người có cùng chí hướng hay đơn giản là duy trì sự cởi mở với những người xung quanh sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra và kết nối với họ. Đôi khi, một cuộc trò chuyện tình cờ hoặc một cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể mang lại cho bạn những cơ hội không ngờ tới. Tuy nhiên, dù có sự phụ trợ từ quý nhân, bạn vẫn cần giữ vững tinh thần chủ động, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, kiên trì với các mục tiêu cá nhân và không ỷ lại hoàn toàn vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thành công không chỉ đến từ vận may mà còn từ sự nỗ lực và cống hiến của bản thân. Việc chuẩn bị sẵn sàng và thể hiện sự kiên định trong mọi tình huống sẽ giúp bạn tận dụng tốt nhất mọi sự hỗ trợ để gặt hái thành quả. Tháng Bính Tý này không chỉ là thời gian để phát triển sự nghiệp, mà còn là cơ hội để bạn xây dựng mối quan hệ vững chắc và bền vững. Hãy trân trọng sự giúp đỡ của những người xung quanh, bởi đôi khi, chính họ sẽ là nguồn lực lớn nhất đưa bạn đến với những thành công mà bạn chưa từng nghĩ tới. Tóm lại, tháng 11 âm lịch mang đến vận quý nhân phù trợ, mở ra những cơ hội mới và giải quyết những khó khăn đã kéo dài. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn tận dụng sự giúp đỡ, khởi động lại các dự án và củng cố vị thế của mình. Hãy biết trân trọng và tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ quý nhân, kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, bạn sẽ gặt hái nhiều thành công bất ngờ trong tháng này. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu, niềm vui tràn ngập và tài lộc dồi dào. Tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu chính là đỉnh cao của niềm vui và tài lộc cho tuổi Bính Ngọ 1966. Đây không chỉ là thời điểm kết thúc một năm mà còn là khoảng thời gian mà bạn sẽ được tận hưởng những thành quả của một năm dài nỗ lực, cố gắng. Hạnh phúc và tài lộc sẽ tràn ngập không gian sống của bạn, mang lại những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và người thân. Gia đình của bạn sẽ trở nên hòa thuận và ấm áp hơn bao giờ hết trong tháng này. Những bữa cơm đoàn viên, những buổi trò chuyện thân mật sẽ làm cho không khí gia đình thêm phần vui vẻ và ý nghĩa. Đây là lúc để bạn dành thời gian bên người thân, chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong năm vừa qua và cùng nhau xây dựng những dự định cho tương lai. Những hiểu lầm nhỏ sẽ được hóa giải và tình cảm giữa các thành viên sẽ trở nên khăng khít hơn. Hãy trân trọng những giây phút bên gia đình, vì đó chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục vươn xa trong cuộc sống. Về phương diện tài lộc, tháng Đinh Sửu sẽ mang đến sự sung túc và dồi dào. Những nỗ lực trong công việc, đầu tư và kinh doanh sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho bạn những khoản thu nhập đáng kể. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn xem xét lại các kế hoạch tài chính của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đang quản lý tài chính một cách hợp lý để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội này. Dù có tài lộc dồi dào, đừng quên lên kế hoạch cho tương lai, dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Tháng cuối cùng của năm cũng là lúc để bạn chuẩn bị cho một cái Tết trọn vẹn và hạnh phúc. Hãy dành thời gian trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ và đón chào những người thân yêu trở về. Những hoạt động này không chỉ mang lại không khí vui tươi, mà còn tạo cơ hội để bạn thể hiện tình cảm, lòng hiếu khách và sự trân trọng đối với gia đình và bạn bè. Hãy nhớ rằng, Tết không chỉ là một dịp lễ hội, mà còn là thời điểm để nhìn lại những gì bạn đã trải qua trong năm qua và lập kế hoạch cho những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Tận hưởng những ngày lễ này với tâm thế thoải mái và đầy tích cực, bởi bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất sau một năm làm việc chăm chỉ. Tóm lại, tháng 12 âm lịch là thời điểm tràn ngập niềm vui và tài lộc cho tuổi Bính Ngọ 1966. Hãy tận dụng cơ hội này để cùng gia đình đón chào một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa và không quên thưởng thức thành quả của một năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Hạnh phúc và tài lộc sẽ đến với bạn, chỉ cần bạn biết trân trọng và sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024,
Tuổi Bính Ngọ 1966 cần chú trọng đến việc hóa giải những vận hạn còn lại để chuẩn bị cho một năm mới thuận lợi hơn. Việc này không chỉ giúp xua tan những điều không may, mà còn mang lại bình an và hạnh phúc cho gia đình. Dưới đây là một số gợi ý để bạn thực hiện. 1. Phong thủy nhà cửa. Để cải thiện vận mệnh, việc chỉnh sửa phong thủy trong không gian sống là rất quan trọng. Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng. Việc bày trí nội thất theo hướng tốt sẽ giúp mang lại năng lượng tích cực. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để biết cách sắp xếp sao cho phù hợp với bản mệnh của mình. Ngoài ra, việc đặt thêm các vật phẩm phong thủy như cây xanh, đá quý hoặc biểu tượng may mắn cũng có thể giúp cải thiện tài vận và hóa giải vận hạn. 2. Cúng bái tổ tiên đúng dịp lễ lớn. Tháng cuối năm là thời điểm linh thiêng để bạn thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên. Việc cúng bái đúng dịp lễ lớn không chỉ là một nét văn hóa truyền thống, mà còn là cách để bạn kết nối với cội nguồn và xin sự phù hộ từ tổ tiên. Hãy chuẩn bị những mâm cỗ tương tất, trang trọng để thể hiện tấm lòng thành kính của mình. Ngoài ra, việc thắp nhang, cầu nguyện cho gia đình an khang, thịnh vượng sẽ mang lại sự bình an và xua tan đi những điều xui xẻo. 3. Làm từ thiện và giúp đỡ người khác. Một trong những cách hiệu quả để tích lũy phước đức là làm từ thiện và giúp đỡ người khác. Tháng 12 âm lịch là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những hành động thiện nguyện. Từ việc hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn cho đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng, những việc làm này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp bạn cảm nhận được giá trị của cuộc sống, từ đó xua tan đi những giận xui và mang lại năng lượng tích cực cho chính mình và gia đình. 4. Tránh quyết định tài chính vội vàng. Trong bối cảnh tài chính có sự thay đổi vào cuối năm, hãy cẩn trọng và tránh các quyết định tài chính quá vội vàng. Thay vì đưa ra những quyết định hấp tấp, hãy dành thời gian để phân tích và suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi lựa chọn. Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Hãy giữ cho tâm trí bình tĩnh, lạc quan và chỉ đầu tư khi bạn cảm thấy thực sự tự tin và có căn cứ. 5. Giữ tinh thần thoải mái và lạc quan. Cuối cùng, việc duy trì tinh thần thoải mái và lạc quan là rất quan trọng trong quá trình hóa giải vận hạn. Hãy dành thời gian cho bản thân tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và kết nối với những người bạn tốt. Sự tích cực trong tư duy sẽ giúp bạn đón nhận mọi thử thách một cách nhẹ nhàng hơn, đồng thời mở ra cánh cửa cho những điều tốt đẹp trong tương lai. Tóm lại, việc hóa giải vận hạn không chỉ là nhiệm vụ của riêng tháng 12 âm lịch, mà là một hành trình dài. Hãy thực hiện những phương pháp trên một cách kiên trì và quyết tâm. Bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi nỗ lực nhỏ đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao, giúp tuổi Bính Ngọ bước vào năm mới với nhiều hứa hẹn và thành công hơn nữa. Thưa quý vị, cổ nhân từng dạy rằng bao dung và khoan dung là chìa khóa của sự an yên trong cuộc sống, trong thế giới hiện đại đầy biến động và xô bồ. Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn vào những xung đột và mâu thuẫn không đáng có. Cuộc sống dường như trở nên phức tạp hơn khi mà mỗi ngày trôi qua đều mang đến những thử thách và áp lực. Tuy nhiên, Phật dạy rằng khi chúng ta biết khoan dung và tha thứ thì cũng là lúc chúng ta chạm đến sự bình an trong tâm hồn. Đối với tuổi Bính Ngọ, lòng bao dung không chỉ đơn thuần là một đức tính, mà còn là một chiến lược sống thông minh. Nó không chỉ giúp quý vị giải quyết những bất hòa trong công việc và gia đình, mà còn là cách để duy trì những mối quan hệ bền vững. Khi bạn có thể nhường nhịn, tha thứ và không quá chấp nhặt vào những điều nhỏ nhặt, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Thành công sẽ không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà còn được xây dựng trên nền tảng của các mối quan hệ vững chắc và sự hòa hợp trong cộng đồng. Hãy thử tưởng tượng, khi một người chủ động bỏ qua những điều phiền lòng, thì không khí xung quanh họ sẽ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Những cuộc tranh cãi hay sự hiểu lầm sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng và các mối quan hệ sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực. Sự bao dung tạo ra không gian cho tình yêu thương, sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau trong những tháng cuối năm này. Hãy thực hành lòng bao dung và khoan dung đối với những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp quý vị hóa giải những mâu thuẫn hiện tại, mà còn tạo điều kiện để quý vị nhận được nhiều điều tốt lành và may mắn trong cuộc sống. Hãy xem mọi xung đột như một bài học, một cơ hội để trưởng thành và phát triển bản thân. Khi bạn mở lòng và sẵn sàng tha thứ, bạn sẽ thấy mọi khó khăn sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng, khi chúng ta khoan dung với người khác, cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ trở nên bình an hơn. Những niềm vui nhỏ bé,
Những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá mà bạn có thể trân trọng. Bao dung không chỉ là một đức tính, mà còn là một chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hãy biến lòng bao dung thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Những hành động nhỏ như lời chào hỏi, nụ cười hay một cử chỉ giúp đỡ có thể tạo nên những sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của chính bạn và người khác. Thực hành lòng bao dung sẽ không chỉ mang lại cho bạn sự bình an nội tâm, mà còn khiến cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Nhìn chung, tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 từ nay đến Tết 2025 mang đến nhiều hứa hẹn tích cực. Những biến chuyển thuận lợi trong công việc sẽ tạo cơ hội để bạn thể hiện năng lực và tài năng của mình. Bên cạnh đó, tài lộc sẽ thăng hoa, mang lại cho bạn những khoản thu nhập đáng kể, giúp bạn thực hiện những ước mơ và kế hoạch cho tương lai. Đặc biệt, gia đạo sẽ trở nên ấm áp và bình an hơn, với những mối quan hệ trở nên khăng khít, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian cho gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và cùng nhau chào đón một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng. Hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh và nuôi dưỡng lòng bao dung. Sự khoan dung sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn và mở ra cánh cửa cho những điều tốt đẹp đến với bạn. Hãy để sự tích cực và yêu thương lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày, giúp bạn và những người xung quanh có được cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích và mang lại cho bạn những thông tin bổ ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Bằng cách này, bạn sẽ không bỏ lỡ những dự đoán tử vi thú vị và bổ ích khác trong tương lai. Hãy cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu của cuộc sống qua từng lá số tử vi và để chúng trở thành những hướng dẫn giúp bạn trên con đường của mình. Cuối cùng, chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau lan tỏa những năng lượng tích cực và bắt đầu một năm mới tràn đầy hy vọng và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.